Kính chào quý cô chú anh chị trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mời quý cô chú anh chị về chỗ của anh Thuận nha. Thuận, đây là quốc lộ 61C thuộc huyện Châu Thành. Mời quý cô chú giao lưu với anh Thuận một số cây Sugi ha. Sugi. Sugo chứ xin lỗi quý cô chú anh chị, Sugo. Rồi cụ thể gặp Thuận để biết chi tiết ha cô chú anh chị. Chào anh Khánh. Chào bà con gần xa, hôm nay em có về một số voi Sugo thuần chậu. Hôm nay giao lưu cùng bà con, số điện thoại em là 0368 931 338. Địa chỉ em là ấp Nhân Hưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, là gần cầu Bà Hiệp, quốc lộ 61. Không mất thời gian các bà con vô cây số 1 Sugo thần chậu hết à, cũ đế đẹp chậu anh. Dạ, thần chậu hết, bao sống bao xếp. Cây này số 1 số 2 ạ? Số 2. Rồi. Cây số 1. Cây mộc hoành nè. Tổng hoành là 30. Chiều cao là 78. Thoát thân là 34. Nguyên một bụi cây đã thường chậu hết rồi. Dạ, nước uống Sugo. Cây số 1 là em giao lưu là 900.000. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, cái thứ hai. Củ đẹp. Đều. Cây này cắt làm bonsai rồi cũng được. To, cũ ở đây đẹp. Rồi, năm đo luôn. Một cốt đó là 25, hoành 25. Chiều cao là 59. 8 ngàn là 60. Cây số 2 em giao lưu bà con là 1.1 triệu. Bao ship toàn quốc. Cây đẹp còn nguyên cái cũ đây luôn. Rồi, tiếp là cây số 3. Nguyên cái cũ. Nguyên cây này bonsai rồi. Cây này nó thường chậu rồi, đang xiết ra bông đó, giờ đem về trồng là đâm ra bông rồi ra trái đó. Cây này bao sống bao xếp. Rồi, đo nguyên cái cũ. Nguyên cái cũ là 20. Chiều cao là 60. 8 ngang là 58. Cây số 3 giao lưu 1.1. Dạ. Đó. Dạ. Rồi. Rồi. Toàn quốc xếp. Lùng nè xếp toàn quốc hết. Rồi cây số 4. Cây đẹp nha, mấy cây này là cắt bonsai rồi đều hết. Cây này thường chậu hết rồi. Cây này đem về là vô chậu lại là nó ra bông ra bắt trái đó, đang chị. Cái số 4 chiều cao 70. 8051. Nguyên cái cũ là 23. Nguyên cái cũ đặt nha. Đó. Cây đẹp.
cây số 4 là em giao lưu là 800 bao ship toàn quốc. Rồi đẹp. Rồi cây số 5. Sigo này là làm nước uống ngon lắm. Sigo. Rồi cây số 5 là tổng hoành đế là 28. Chiều cao là 60. Tá ngang là 51. Cây số 5 là giao lưu là 1 triệu, bao ship toàn quốc. Cây này đẹp. Cây này là về đem về vô chậu là ra bông ra trái à. Rồi làm nước uống rất là ngon. Rồi cây số 6. Một thân. Cái bụi. Dạ, cụm gừng như cụm gừng đó. Cái này tổng cụm hoành là 40. Chiều cao là 67. Tá ngang là 55. Rồi cây số 6 là giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc. Cây đẹp, cắt cái bonsai cũng được. Cây này là thường giờ anh em đem về là tới nước tới khoan là vô là nó đâm trái, ra bông ra trái. Rồi cây số 6. Cây số 7. Cây bụi. Tổng hoành là 28. Chiều cao là 62. Tá ngang là 55. Cây số 7 vô lưu với anh em là 900 bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi cây số 8. Cây số 8 là có củ. Rồi. Cây 8 tổng hoành đế là 29. Chiều cao là 65. Tá ngang là 53. Cây số 8 giao lưu bà con là 1 triệu bao ship toàn quốc ạ. Cây này thùng chậu cho là bao sống bao ship á. Rồi. Cây siêu số 9 nguyên cái củ đế đặt. Dạ, nguyên củ đế quá rất là đẹp. Đó, nguyên cái củ. Cây này cắt là lợi bonsai là quá đẹp. Nguyên củ luôn. Nguyên củ trên này là 27. Nó tổng củ rồi. Tổng hoành luôn. Tổng củ đặt là 88. Nguyên bề đây củ đặt luôn. Chiều cao là 77. Tá ngang là 52. Cây số 9 nhằm giao lưu bà con là 1 triệu 3, bao ship toàn quốc. Nguyên củ đế đã rất là đẹp. Nguyên củ đế luôn. Rồi. Cây số 10. Nguyên cái củ đặc nha. Quá trời cái củ. Rồi. Quá trời cái củ. Rồi em nói tổng cái hoành này coi. Tổng hoành này là 33.
chiều cao là 61, tán ngang là 50. Cây số 10 em Zalo bà con là 1.3 triệu, nguyên cái củ đặc nha, nguyên cái củ. Rồi đó, nguyên củ đặc đẹp lắm. Cây này đâu con trai là cây này em đang xiết nước đang làm bông á, bây giờ chỉ vô chậu, cây này thuận chậu hết rồi. Rồi cây số 11, nguyên cây cụm gừng. Cây to mà giá rẻ, một bụi đó. Tổng hoành là 43, chiều cao là 74, tán ngang là 72. Cây số 11 em giao lưu là 1 triệu, đó xếp toàn quốc à, bao sống bao xếp luôn. Cái cây này em đã thuần chậu hết rồi. Em chưa, mình còn nhiều không anh? Còn số lượng rất nhiều, có 500-700 gốc á. Cây mấy cây kia còn đẹp hơn nữa. Lấy giá sỉ luôn không? Dạ, sỉ luôn. Sỉ luôn ha. Dạ. Anh bà con lấy số nhiều rồi bán giá sỉ luôn. Rồi, cây 12. Cây này có củ. Nguyên một củ. Cây vừa rẻ vừa dễ chơi đó. Mà cây này mà về là làm bông ra chừng vài tháng là có ra trái hết trơn, là bắt đầu là hái trái là chi ghê uống nước cũng ngon. Dầm uống nước luôn ha. Dầm uống nước luôn. Hoành là 24. Chiều cao là 67, tán ngang là 50. Cây 12 giao lưu 1 triệu bao ship toàn quốc. Ghé đẹp luôn. Cây này là trồng là ok, giờ chỉ về là ra bông đó, tưới nước ấy là ra bông đó. Nè đang xiết nước làm bông à. Cây bonsai luôn, cây này nguyên gốc nè, cũ này làm bonsai đường luôn nè. Đó, nguyên gốc cũ đều quang, cũ đế qua trời luôn. Nè, cũ cục nè. Đó, đẹp không? Giờ hiếm có cái cây mà cái củ và ghế nào nó to. Đó. Cắt giật lại ha. Dạ, cắt giật lại cho nó gom lại cho nó đẹp làm bonsai đủ chuyện ấy. Cây này là hoành tổng một hoành, nguyên cái hoành một cốt là 26. Chiều cao là 87. Tán ngang là 67. Nguyên cái cũ luôn. Cây này cắt lại lùng lại là bonsai lùng lực luôn. Cây số 13 là giá 1.1 triệu. Bao ship bao sống bao ship. Quá cũ đế quá đẹp à. Cây này bà anh em lấy về chơi cắt lại bonsai lùng là quýnh trắng bay là đẹp. Cây quá cũ quá đẹp. Siro ít cũ lắm mà cây này cũ đẹp quá. Rồi. Rồi. Cây 13. Cây toàn. Cũng thần chậu hết trơn rồi. Cái gì á? Siro. Siro luôn. À, đang ra bông đó, đang siết làm bông đó, giờ chỉ để ra là có trái thôi. Giờ vô chậu. Đó, ra bông luôn, ra bông ở trái luôn đó. Nó ra bông nè, bông đều hết nè. Bên em đang xiết đang làm bông đó. Đó, thấy không? Đó. Bông trái đẹp lắm. Rồi, cái hoành một cốt nha. Hoành một cốt là 26. Thoát thân là 67. Chiều cao là 1m6. Bông cung ra đàn rất là lớn. Cây này em giao lưu là cây 14 là giá là 1.3 triệu, bao ship 200 km, cây lớn à, nên ship 200 thôi. Rồi nếu đi xa nữa thì thương lượng phí ship thôi.
Rồi. Tiếp đông cây, cây này rất là đẹp. Đó. Ầm cao. Ràng lớn luôn. Ràng lớn luôn. Cây này bung ra lớn lắm á. Cây này là giờ ra là về là ra bông ra trái luôn hả? À. Nguyên cái củ đế luôn, một cốt là dưới luôn. Một cốt dưới luôn là đóng đầu. Lộng thước, lộng thước, thước. Là 31. Thoát thân là 49. Chiều cao là khoảng 1m7 á. Tán ngang là quấn vô rồi mà 90. Ồ, cây này đẹp. Cụ nguyên cái cũ ha. Cây số 15 là giá 1,8 triệu, bao ship 200 km, nguyên cái cũ. Nguyên cục một cốt luôn. Đó cây đàn này bao sống bao ship, cây này là thuận chỗ hết trơn rồi, là ok, không có gì hết trơn. Cây này cũng có cái khó nhưng mà giờ của em là làm thuận chỗ em mới bán cho khách, quay bán cho khách rồi có bông hết rồi đó. Mấy cây này cũng có bông hết trơn nè, nó đang hiếc nước làm bông hết đó. Đó, này có bông nữa nè, thấy không, có bông hết. Đó, giờ đem ra là ấy, ra đâm đâm ấy luôn, chờ nửa tháng nữa là ra trái hết. Cây số 16 có ra bông nè, đó, bông nhỏ hết trơn đó. Cây thuần chậu hết rồi, bà con yên tâm. Rồi tổng hoành một cốt là 30, thoát thân là 50, chiều cao chắc khoảng 1m6 ạ. Cây 16 em giao lưu là 1,4 triệu, bao ship 200 km, nếu xa thì thương lượng phí ship thôi. Cây là chiếc nó ra bông hết đó. Cây 16 là 1,4 triệu. Rồi đây cây 17 nguyên một bụi luôn. Dướng gì đó không quay được. Quay luôn. Rồi bó tàn lại hết. Rồi tổng hoành. Cái này tổng hoành. Tổng hoành là 40. Thoát thân là 70. Cao khoảng 1m6 á. Tán ngang là 99. Cây này là cột do bung ra nó lớn lắm á. Này em ra làm bông hết trơn nè, có bông hết. Ra hết rồi, về đẹp đó. Cây 17 giao lưu là 1,8 triệu, bao ship 200 km. Cái này là đâm được ra bông hết nè. Rồi cây 18 cũng là kết thúc clip. Thường chậu nguyên cụ đế đặt luôn. Rồi này hay về ra chậu chơi em bao. Nếu ai cần em ship luôn nguyên cái chậu luôn cũng được. Nhớ em nhớ. Đó nguyên cái cụ đấy. Tổng cái nồi đấy. Kéo vào mình, kéo mình. Rồi. Đây là tổng cái đế là 89, tổng cái nồi ấy cũ là 76. Nguyên cái cũ đặt. Rồi, nguyên cũ đặt ra đây nhiêu. Nguyên cũ đặt là 31. Nguyên cái cũ. Cây này thuận chậu hết rồi. Đó, qua đẹp luôn. Cây kết thúc clip này là cây
số 19 là em giao lưu là cây 18 em giao lưu là 2.3 triệu bao ship toàn quốc gọn, còn mấy cây cao là bao ship 200 km thôi. Kết lúc em chào em Khánh chào bà con coi ủng hộ em những clip vừa qua nha. Hôm nay chúc bà con một buổi tối an lạc hạnh phúc. Chào Khánh rồi.